Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 14 tháng 1, ông Nguyễn Văn Hữu, Phó phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, dừng xe ô tô vào viếng đám tang tại nghĩa trang thành phố Đồng Xoài. Khi lái xe trở ra thì ông Nguyễn Văn Hữu phát hiện một vật lạ giống như mìn tự chế được đặt ở vị trí cần gạt mưa. Ông Hữu vội dừng xe và gọi điện báo cơ quan chức năng. Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt. Bộ đội công binh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, ra soát bom mìn, xử lý, gỡ vật thể nghi là mìn tự chế ra khỏi xe ô tô để đưa đi kiểm tra xử lý. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.